Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với kênh Top 5 của mình. Ngày hôm nay, Top 5 tiếp tục có mặt tại Honda Hòa An 1 với địa chỉ là phường Tân Phong, thành phố Lai Châu các bạn nhé. Trên đường 4D đối diện với khách sạn Mường Thanh. Và ngày hôm nay thì Top 5 sẽ gửi tới các bạn giá bán cụ thể của tất cả những mẫu xe Honda hiện nay đang được bày bán tại Honda Hòa An 1. Cụ thể về giá bán nhé, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021 này. Để với những em nào ấy đang có ý định mua những dòng xe của Honda ở đây, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình nhé. Đây các bạn có thể nhìn lần lượt tất cả những mẫu xe hiện nay mình đang bày ra. Còn những mẫu xe nào chưa có thì một chút nữa mình sẽ đi vào bên trong đại lý, mình sẽ cung cấp cụ thể đến các bạn về phần giá bán nhé các bạn nha. Hiện nay thì với những bạn nào ấy, với những bạn nào mà quan tâm muốn đến trực tiếp đại lý để xem xe thì các bạn hoàn toàn có thể đến trực tiếp này để xem cho mình những mẫu xe ưng ý ở đây. Hoặc các bạn có thể thông qua một cái ứng dụng là OK Xe, một ứng dụng mà hàng đầu về mua bán xe máy tại Việt Nam chúng ta các bạn nha. Ứng dụng này các bạn có thể tải trên App Store hoặc là Google Play, các bạn hoàn toàn có thể tải. Trên ứng dụng này các bạn có thể thoải mái lựa chọn các cái mẫu xe mà các bạn yêu thích này. Đặc biệt là lựa chọn những cái dòng xe cũ, mới đều có cả. Và những thông tin trên những cái mẫu xe đó ấy, đều chính xác các bạn nha, để các bạn có thể lựa chọn cho mình. Ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể là đăng ký cũng như là đăng những mẫu xe các bạn cần bán lên. Hoặc các bạn mua xe theo hình thức trả góp, OK luôn. Hiện tại đang có áp dụng trên cái ứng dụng OK Xe này, các bạn hoàn toàn có thể tham khảo các bạn nha. Mình có thể để đường link ấy, cái ứng dụng này ở phần mô tả của video, để với những bạn nào quan tâm các bạn có thể tham khảo các bạn nha. Đó là mua theo hình thức trực tuyến. Còn với những bạn nào có điều kiện đến đại lý để xem xe thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo ở đây. Rất nhiều các phiên bản khác nhau ở đây, xe số phổ thông này, xe côn tay này, xe tay ga. Mình sẽ báo giá lần lượt đấy các bạn, tất cả các phiên bản hiện nay đang được bày bán tại Honda Hòa An 1. Đầu tiên, mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, một phiên bản màu xanh dương đậm các bạn nha. Mẫu xe Honda Grandpa mới nhất năm 2021, bộ tem hoàn toàn mới, bộ tem hoàn toàn mới luôn. Hiện nay thì giá bán ở thời điểm Tết này có cao lên và nhỉnh hơn một chút. Hiện nay mình báo đến các bạn luôn là 20 triệu cho tất cả những màu sắc và phiên bản khác nhau của mẫu xe Honda Grandpa phiên bản mới năm 2021. Giá bán mình báo đến các bạn ấy là đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký các bạn nha. Rồi ok, tiếp theo cũng là một phiên bản năm 2021 vừa ra mắt luôn, chiếc xe Honda Blade. Đây là phiên bản sử dụng phanh đĩa, vành đúc. Tí nữa thì mình sẽ cung cấp gửi đến các bạn các cái phiên bản sử dụng phanh cơ, vành nan hoa cũng như là cái phanh đĩa, vành nan hoa để các bạn có thể tham khảo thêm. Hiện nay cái phiên bản này là cao nhất, giá bán hiện tại là 20.600.000 đồng cho phiên bản này. 20.600.000 đồng các bạn nha. Tí nữa mình sẽ đi một vòng xung quanh để giới thiệu lần lượt từng phiên bản một, để với những ai quan tâm tới mẫu xe Honda Blade các bạn có thể tham khảo. Tiếp theo nữa cũng là một phiên bản mới năm 2021 luôn, mẫu xe Honda Way RSX FI phiên bản mới. Những phiên bản mới nó sẽ thay đổi về phần màu sắc này cũng như là tem xe, đặc biệt là thêm cái logo Sport ở hai bên hông xe các bạn nha. Hiện nay đây là phiên bản cao nhất, phiên bản sử dụng phanh đĩa, vành đúc. Các bạn có thể nhìn trên màn hình ở đây, phanh đĩa, vành đúc các bạn nha. Giá bán hiện tại của phiên bản này đang được bán với giá là 26 triệu đồng trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán năm 2021 này. Cũng như mẫu xe Honda Blade, tí nữa thì mình sẽ đi lần lượt từng phiên bản một luôn để các bạn có thể tham khảo. Ở giữa đây là phiên bản mà chắc chắn anh em đang quan tâm rất nhiều ở thời điểm hiện tại, chiếc xe Honda Winner X. Giá bán phải nói là ok nhất từ trước đến nay, đặc biệt là thời điểm giáp Tết này. Hiện nay Honda Hòa An đang áp dụng ấy, chương trình là giảm thêm 1 triệu cho mẫu xe Honda Winner X các bạn nha. Giảm thêm 1 triệu cho mẫu xe Honda Winner X. Hiện nay giá bán cụ thể mình báo đến các bạn luôn, đây là phiên bản HRC đang có giá bán cao nhất. Sau khi trừ đi 1 triệu rồi là còn 42 triệu cho cái mẫu xe này. Và các bạn sẽ được tặng thêm một chiếc mũ bảo hiểm cả đầu full face của Winner X luôn. Rất ấn tượng và rất đáng giá trị trên cái mẫu xe Honda Winner X ở đây. Còn tiếp theo là những mẫu xe tay ga. Ở đây thì Vision thì tí mình đi vào bên trong nhá, mình cung cấp gửi đến các bạn. Còn đây là mẫu xe Honda Lead, một mẫu xe mà hiện nay chị em quan tâm rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Honda Lead cũng bán rất chạy các bạn nha. Đặc biệt là có cái cốp rất rộng để chị em thoải mái để đồ luôn. Hiện nay Honda Lead ấy có 3 phiên bản. Đây là phiên bản đen mờ đặc biệt này, giá bán hiện tại là 42.500.000 đồng. 42.500.000 đồng các bạn nha. Còn phiên bản cao cấp cũng là 42.500.000 đồng. Chỉ duy nhất phiên bản tiêu chuẩn ấy, phiên bản tiêu chuẩn thì hiện nay có giá bán thấp hơn một chút là 39.200.000 đồng. Rồi, tiếp theo là mẫu xe Honda E-Blade. Hiện nay Honda E-Blade có 2 phiên bản. Và phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình là phiên bản 150 phân khối, mới nhất năm 2021 các bạn nha. Hiện nay cái phiên bản này đang được bán với giá bán hiện tại như sau, mình báo đến các bạn luôn này. Honda E-Blade phiên bản
tiêu chuẩn năm 2020-21 ở đây. 2021 đây các bạn nha. Có giá bán hiện tại là 54 triệu. Còn phiên bản đặc biệt màu xám xanh ấy, giá bán là 54 triệu các bạn nha. 54 triệu. Cũng đến là 54-55 triệu. Các bạn có thể tham khảo cho mình như vậy. Tí nữa thì vào bên trong kia thì mình sẽ gửi tới các bạn một số những cái phiên bản 125 nữa để các bạn có thể tham khảo thêm. Tiếp theo một mẫu xe dành cho các chị em mới nhất năm 2021. Chiếc xe Honda SH1 cực kỳ đẹp và ấn tượng luôn. Từ tạo hình đến toàn bộ thiết kế các bạn nha. Hiện nay cái phiên bản Honda SH1 ấy được bán như sau này. Phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình là phiên bản cá tính, có giá là 70 triệu cho phiên bản này các bạn nha. 70 triệu. Còn thấp hơn ấy là phiên bản Honda SH1 thời trang có trang bị phanh ABS là 69 triệu. Và thấp nhất là phiên bản trang bị phanh CPS, là những phiên bản thời trang các bạn nha. Trang bị phanh CPS ấy, giá bán là 61 triệu thôi. 61 triệu các bạn nha. Rất cụ thể và chi tiết luôn để các bạn có thể tham khảo. Và cuối cùng đây, là một mẫu xe cũng rất mới. Hiện nay được rất nhiều người quan tâm ở thời điểm hiện tại. Mẫu xe Honda SH. Phiên bản này phiên bản to các bạn nha. Phiên bản này phiên bản 125 phân khối. Các bạn có thể nhìn trên màn hình nha. Với một thiết kế rất hiện đại phong cách trong năm 2021 này. Hiện nay thì các bạn đang mong chờ tới một sự xuất hiện của những màu sắc mới trên mẫu xe Honda SH to ở đây. Hiện nay mình báo với các bạn luôn, đây là phiên bản 125, trang bị phanh CPS, phiên bản màu trắng. Có giá bán hiện tại của phiên bản này là 82 triệu, 82 triệu thôi, cực kỳ rẻ các bạn nha. Phiên bản có trang bị thêm cái hệ thống phanh ABS ấy là 88 triệu, các bạn có thể tham khảo cho mình như vậy. Rồi chúng ta cùng nhau lướt qua một vòng xung quanh để có thể gửi đến các bạn một số những cái nội dung về các cái phiên bản còn lại phía sau đây. Rất nhiều các bạn nha, thoải mái lựa chọn luôn. Honda Blade đây, phiên bản phanh cơ vành đan hoa đây, các bạn có thể theo dõi. Hiện nay giá bán thấp nhất 18 triệu 600 cho phiên bản này. Các bạn có thể theo dõi cho mình nha. 18 triệu 600. Còn phiên bản trang bị thêm cái vành đúc ở đây, phanh đĩa ở đây, giá bán là 19 triệu 600 các bạn nha. 19 triệu 600. Còn Honda Wave sẽ có 3 phiên bản. Thì ở đây mình, đây có ngắm qua đây. Đây là những cái phiên bản sử dụng phanh cơ vành đan hoa. Giá bán hiện tại của phiên bản này là 23 triệu cho phiên bản sử dụng phanh cơ vành đan hoa. Có trang bị thêm cái phanh đĩa nữa là 24 triệu, tăng thêm 1 triệu các bạn nhé, cho những phiên bản sử dụng phanh đĩa. Hiện nay đại lý đang hết cái mẫu xe Honda Future rồi. Các bạn nào quan tâm thì mình có thể báo giá thêm đi các bạn, hoặc các bạn có thể đặt hàng trước đại lý. Honda Future có 2 phiên bản này. Phanh đĩa vành đan hoa giá là 30 triệu 200 nghìn đồng. Còn phiên bản sử dụng phanh đĩa vành đúc ấy, giá là 32 triệu 800 các bạn nha. Giá bán toàn bộ mình báo cho các bạn ấy là đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký. Rồi mình có thể tiến lại đây để một số những phiên bản Winix đây các bạn có thể theo dõi thêm. Trong kia cũng có các bạn nha. Đây là phiên bản đen nhám, sau khi trừ đi 1 triệu rồi. Hiện tại giá bán là 41 triệu cho phiên bản này. 41 triệu cho phiên bản đen nhám. Tặng thêm chiếc mũ bảo hiểm full face. Phiên bản thể thao thì rẻ hơn, chỉ 39 triệu thôi. Không được trang bị phanh ABS các bạn nha. Phiên bản thể thao thì không được trang bị phanh ABS. Ở đây có hai cái màu sắc này, ba phiên bản, ba màu sắc này. Các bạn có thể theo dõi. 39 triệu thôi. Còn cuối cùng đây ngoài này là mẫu xe Honda Winner X. Phiên bản thể thao trang bị phanh ABS, giá bán hiện tại cũng là 41 triệu các bạn nha. Như mình nói rồi, các bạn có thể đến trực tiếp với đại lý để xem xe. Và hiện nay Honda One ấy đang có tất cả các phiên bản khác nhau để các bạn có thể theo dõi. Mỗi phiên bản đều có giá bán cụ thể, mình thông báo đến các bạn thông qua video ngày hôm nay. Hoặc với những bạn nào ấy yêu thích hoặc là lựa chọn theo hình thức trực tuyến thì các bạn có thể lên với ứng dụng OK Xe các bạn nhé. Như mình đã giới thiệu ở phần đầu video rồi, lên OK Xe các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn tất cả những cái mẫu xe các bạn có thể yêu thích và hoàn toàn tin tưởng luôn, là một ứng dụng mua bán xe máy số 1 tại Việt Nam chúng ta. Các bạn có thể tham khảo cho mình như vậy. Rồi thế đây các bạn, cùng top 5 mình đi vào bên trong đại lý các bạn nhé, để tham khảo thêm giá bán của một số các phiên bản còn lại các bạn nhé, như Honda Vision này hay các cái mẫu xe Honda Airblade 125. Các bạn cùng theo mình. Đây các bạn có thể theo dõi cho mình nhé. Đây là mẫu xe Honda Vision mới nhất năm 2021 này. Đây là phiên bản cá tính. Anh em nam giới hoàn toàn có thể đi được phương tiện này. OK các bạn nhé. Có thêm cái phần mâm xe được nâng kích thước lên là 16 inch, lốp trang xin. Hiện nay cái phiên bản này đang có giá bán hiện tại vào khoảng tầm là 37 triệu các bạn nhé.
màu xám xanh cực kỳ đẹp luôn, giống như cái màu sắc của mẫu xe Honda E-Blade phiên bản 150 đặc biệt ấy. Rồi tiếp theo là mẫu xe Honda E-Blade phiên bản 125 ở đây. Ngoài kia thì mình giới thiệu đến các bạn phiên bản 150 rồi. 125 thì có hai phiên bản là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt ở đây. Ở đây phiên bản tiêu chuẩn thì hiện nay đang được bán với giá hiện tại là giá bán hiện tại của phiên bản này là 40.800.000 cho phiên bản tiêu chuẩn. Còn phiên bản đặc biệt sẽ có giá bán hiện tại là 43.200.000. Giá bán cũng bao gồm thuế VAT và chưa gồm đăng ký các bạn nha. Đây lít đây, thoải mái lựa chọn các bạn nha. Lít thì đặc biệt và cao cấp 42.500.000. Còn phiên bản tiêu chuẩn thì là giá là 39.200.000. Các bạn có thể tiến vào trong này để giới thiệu thêm một số các mẫu xe Honda Vision phiên bản cao cấp các bạn nha. Đây là phiên bản cao cấp đều được trang bị chìa khóa thông minh Smart Key. Đấy, các bạn có thể theo dõi cho mình như vậy. Về Honda Vision thì mình có thể giới thiệu thêm với các bạn này. Với mẫu xe Honda Vision mới phiên bản tiêu chuẩn giá là 32.000.000. 32.000.000 các bạn nha. Phiên bản cao cấp giá là 34.000.000. Chỉ duy nhất phiên bản tiêu chuẩn ấy là không được trang bị chìa khóa thông minh Smart Key thôi. Còn mẫu xe Honda Vision phiên bản đặc biệt giá bán là 35.800.000. 35.800.000 các bạn có thể theo dõi. Ở đây thì các bạn có thể nhìn trên màn hình này. Đây là một phiên bản Honda SH 150 phân khối. Phiên bản này là không được trang bị phanh ABS các bạn nha. Hiện tại cái phiên bản này được Honda One ấy bán với giá là 96.500.000. 96.500.000 cho phiên bản này. Còn phiên bản cao nhất là phiên bản sử dụng phanh ABS ấy, cho cái mẫu xe 150 này ấy, thì giá bán hiện tại cao nhất là 107.000.000 các bạn nhé. 107.000.000. Nhiều nơi bán đến tận là 120, 130. Tuy nhiên ở Honda Hà Lan ấy, thì bán cái giá bán của mẫu xe Honda SH1, SH này cực kỳ rẻ luôn. Đây cũng là một mẫu xe nữa này, các bạn có thể theo dõi. Gần đây nhất thì mình có một video cụ thể mình giới thiệu về cái mẫu xe này rồi. Đây là mẫu xe CP300R phiên bản mới năm 2021, hiện nay có giá vào khoảng tầm 135.000.000. 135.000.000 cho phiên bản này các bạn nha. Cũng như ở dưới đây, dưới đây thì có mẫu xe Honda Rebel 300. Honda Rebel 300 hiện nay có giá vào khoảng tầm là 120. Các bạn có thể tham khảo cho mình như vậy. 120.000.000 cho cái phiên bản Honda Rebel này cực kỳ đẹp luôn. Các bạn nào mà trung tuổi một chút ấy, vào khoảng tầm 40-45 ấy, các bạn di chuyển cái mẫu xe này là cực kỳ ok các bạn nha. Đó là một số những cái thông tin mà Top 5 muốn chia sẻ với các bạn thông qua video ngày hôm nay. Đầy đủ các mẫu xe phiên bản khác nhau. Anh em nào mà thích cụ thể từng phiên bản nào thì Top 5 sẽ quay riêng nhé. Quay riêng từng phiên bản đó để các bạn có thể tham khảo thông qua video ngày hôm nay để gửi đến các bạn nha. Rồi, các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa đồng Top 5 nha. Trong thời gian tới, mình sẽ cố gắng gửi đến các bạn những video hay nhất, chất lượng nhất và đặc biệt là chính xác nhất trong năm 2021 này. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn ở những video tiếp theo.